Hello mọi người, lâu quá chưa gặp mọi người và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Go With My hướng đến tương lai. Ok, trong video clip ngày hôm nay thì mình muốn mượn cái câu chuyện về cái câu bình luận về đạo đức của người Việt Nam đã làm dấy lên cái làn sóng chỉ trích gần đây trên mạng xã hội để mình có thể chia sẻ cái hiểu của mình cũng như là rút ra những cái kinh nghiệm giao tiếp với lại khi mà làm việc với người nước ngoài. Và ở đây là trường hợp sử dụng tiếng Nhật, một cái ngôn ngữ nó khá là trừu tượng, nó rất là khó hiểu, và mình cảm thấy rằng vì là cái mối quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản á, thì nó đang tiến triển rất là tốt, nên là ai trong chúng ta thì sẽ có khá là nhiều người, cái số lượng người học tiếng Nhật và cái số lượng cộng đồng người Việt làm việc tại Nhật thì nó đã tăng lên rồi, nên đây là những cái một cái bài học mà chúng ta nên tham khảo để mà chúng ta chú ý khi mà giao tiếp với người nước ngoài như thế nào ha. Để mình recap cái câu chuyện theo trình tự thời gian cho các bạn nghe á, thì chắc là nếu các bạn theo dòng sự kiện các bạn cũng hiểu thôi, nhưng mà để cho những bạn mà không có quen thuộc với câu chuyện này thì mình sẽ recap lại. Thì là một ngày đẹp trời, có một bạn nhân viên cũ thì bạn đăng lên một cái đoạn nói chuyện với lại cái người quản lý cũ của bạn ở một công ty nọ. Thì cái người quản lý này là người quản lý người Nhật, thì mình sẽ gọi cái bạn nhân viên cũ này là bạn A và cái bạn quản lý này là bạn B. Ok, rồi thì bạn đăng lên một cái khúc, thì trong đó cái bạn quản lý B này bạn có nói rằng là 95% người bạn gặp ở Việt Nam không có đạo đức. Và cái bạn người Việt Nam này, bạn A, thì bạn có confirm lại cái chữ đạo đức này có phải là chữ đô tô cư trong tiếng Nhật hay không, thì bạn B bạn nói đúng rồi. Thì đây chính là cái nguồn cơn của một cái làn sóng tẩy chay, một cái làn sóng giận dữ trên Facebook dành cho cái bạn quản lý là bạn B. Thì nói chung á, là xong rồi là khoảng một ngày sau đó, vài tiếng sau đó, thì bạn B, bạn quản lý B này, bạn có đăng cả một cái cuộc hội thoại lên, một cái đoạn chat dài, tức là bạn đưa cho chúng ta nhiều cái bối cảnh hơn để hiểu cái bối cảnh của cái câu nói của bạn cả trước và sau. Thì sau khi mình đọc cả trước và sau á, nói chung là mình thấy á, là cái sự nổi giận của dư luận là một cái điều không có đáng, bởi vì khi mà mình đọc cả đoạn á, thì mình thấy rằng là cái câu chuyện nó không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà qua đó thì rõ ràng là chúng ta rút ra được rất là nhiều cái bài học về giao tiếp trong công việc, đặc biệt là khi làm việc với người nước ngoài, và ở đây là bối cảnh là người Nhật dùng tiếng Nhật ha. Thì phần đầu tiên á, thì mình sẽ cùng nhau đọc qua cái tin nhắn nha mọi người, xong sau đó mình sẽ chia sẻ ra những cái kinh nghiệm giao tiếp, bởi vì hiện tại thì mình cũng đã làm ở Nhật được năm thứ năm rồi. Và nói chung là khi mà mình nhìn cái đoạn tin nhắn này, mình thấy rất là nhiều lỗi về giao tiếp, và bản thân mình cũng đã từng mắc phải, và mình cũng đã gặp phải một vài cái hậu quả, nhưng mà không có nghiêm trọng như thế này. Nếu mà chúng ta gặp phải những cái hậu quả như thế này thì các bạn thấy là cái mức độ nghiêm trọng của câu chuyện nó cũng khá là nặng ha. Ví dụ như là về phía bạn quản lý bạn B á, về cái phía người quản lý cũ này thì hầu như là anh ấy đã mất đi cái sự nghiệp, anh ấy bị công ty sa thải ha, và bị cộng đồng quay lưng, và thậm chí là có thể ảnh hưởng đến cái tổ chức mà anh ấy làm việc luôn, đúng không? Là cái tổ chức đó xém bị tẩy chay hoặc là đang bị tẩy chay. Còn cái bạn A này thì bạn cũng gọi là cũng hứng cái mũi rìu chỉ trích của dư luận, bởi vì bạn đăng một cái đoạn bạn đăng lên một cái đoạn chat cá nhân như vậy lên, thì cũng có nhiều người cũng gọi là thắc mắc về nhân cách của bạn này. Nói chung là hậu quả cả hai bên cùng chịu, nhưng mà có vẻ là bạn B chịu nặng hơn, bởi vì bạn bị sa thải ha. Quay lại cái chủ đề ngày hôm nay, thì đầu tiên chúng ta cùng đọc qua cái tin nhắn một lượt nha mọi người. Thì nói chung là cả hai bên đều đăng cái tin nhắn trước sau của cái đoạn nói chuyện mà nó gây xôn xao dư luận đó. Là trước đó thì cái bạn quản lý B này, bạn có hỏi thăm bạn A rằng là bạn sắp đi Nhật à, nói chung là tôi cũng cảm ơn bạn vì đã cống hiến cho công ty từ trước đến giờ nha. Thế đi Nhật làm gì? Thì bạn A này bạn mới bảo là đi Nhật sẽ làm thông dịch viên cho một cái công ty thương mại, đúng không? Xong rồi bạn A này bạn mới bảo là nếu mà tôi đi Nhật á, thì tôi mong sẽ gặp được những người ưu tú như bạn B, tức là bạn cũ nhân viên này, bạn cũ cấp dưới này, bạn đang khen, đúng không? Đang dành những cái lời nói có cánh dành cho bạn B. Thì bạn B bạn mới nói một câu là tôi thì cũng không có tài giỏi gì đâu, nhưng mà người Nhật á, người ta hay nhìn vào đạo đức đó, và người Việt Nam thì không nhìn lắm. Ok, rồi nói đến đây, bạn kia bạn bắt đầu sốc rồi, bạn A là bạn cấp dưới, bạn sốc. Và có vẻ như là nếu là người Việt Nam thì chắc nếu là mình thì mình cũng sẽ có cái tâm lý như vậy, là mình sốc bởi vì là kiểu anh nói vậy chả khác nào anh nói tôi không có đạo đức,
đúng không? Tức là tôi sắp đi Nhật, tự nhiên cái anh nói là ờ, người Nhật thì hay xem đạo đức đó nha, nhớ cẩn thận. Mình đọc qua thì mình biết là bạn này sắp đi Nhật thôi chứ chưa làm việc ở môi trường Nhật nhiều. Thì cái tâm lý mà khi mà đối phương nói một cái mà làm cho các bạn cảm thấy chưng hửng là các bạn tập trung vào cái câu đạo đức đó là một tâm lý rất thường thấy. Và cái tâm lý này mình nói thật với các bạn, nếu các bạn có thì nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến công việc của các bạn nếu các bạn làm việc ở Nhật. Nhưng mà tí nữa mình sẽ đào sâu vào phần này. Ok. Rồi thì bạn B, bạn cựu quản lý B này, bạn có bảo rằng ồ, người Nhật có nhìn nhiều vào đạo đức đó nha. Xong rồi bạn này bạn có xác nhận lại, bạn hỏi đạo đức là cái chữ đô tô cự hả? Thì bạn quản lý B này bạn nói đúng rồi, 95% người bạn gặp ở Việt Nam á, thì không có cái đạo đức này. Và ok, thì nói đến đây á, thì chắc là ai cũng sẽ giận, nhưng mà các bạn cứ nghe hết câu chuyện đi. Xong rồi á, thì bạn... bạn A này bạn mới hỏi là ờ vậy thì định nghĩa đạo đức đối với anh là gì, thì chắc là bạn cũng muốn confirm lại là xem bạn có hiểu sai hay không. Thì cái bạn quản lý B này bạn lại không trả lời mà bạn nói anh nghĩ không cần nói thì em sẽ hiểu, em đến Nhật đi rồi em sẽ hiểu. Đây là một cái cách nói rất là vòng vo, nhưng mà chúng ta sẽ nói kỹ hơn trong phần bài học. Rồi tiếp tục. Sau rồi bạn A bạn mới nói vậy thì anh nói rõ ra được không, bởi vì thực sự là em rất là bận tâm ở trong cái việc này. Thì bạn B bạn lại bảo là cái đạo đức ở đây nói đúng ra á, bạn có nói cái câu là đố thúc cực gần ai tôi yêu cầu, tức là nói đúng ra là những cái điều mà ở Việt Nam cho là bình thường thì ở Nhật không phải là bình thường đâu, đúng không? Tức là bạn có nói rằng là, tức là bạn A này bạn có confirm lại với lại bạn B rằng có phải là tôi làm cái điều gì xấu, tôi làm cái điều gì xấu xa nên anh nói tôi là người không có đạo đức hay không. Nhưng mà bạn quản lý B này bạn có nói lại, nói đúng ra em không có làm cái gì xấu hết, nên là ý cái bạn B này ở đây theo mình hiểu nha, là bạn B này đã nói rằng nói không có đạo đức ở đây không phải là cái điều gì xấu xa, nhưng mà nói đúng ra thì những cái điều ở Việt Nam cho là bình thường thì ở Nhật không phải là bình thường đâu, đúng không? Rồi thì nói đến đây thì nói chung mình đọc thì mình hiểu rằng là cái chữ đạo đức này, đọc đến đây thôi là mình hiểu cả hai người đang có một cái hai cái hướng hiểu rất là khác nhau, đúng không? Bởi vì cái chữ đạo đức hay là cái chữ moraru đô tô cư hay là moraru ở Nhật á, người ta sử dụng một cách rất là rộng rãi mọi người. Ví dụ như ở trên Twitter nè, những cái người mà người ta gọi không có đạo đức á, ví dụ như là sao, cái manner không tốt, hoặc là cái moraru tức là ở đây tức là làm phiền người khác, hay là không tuân thủ những cái luật chung là người ta gọi không có đạo đức rồi ha. Hay là ví dụ như là những cái lễ nghĩa không có, người ta cũng gọi là không có đạo đức. Hay là không tuân thủ luật lệ của công ty, người ta cũng gọi là không có đạo đức. Nhưng đối với đó là cách hiểu. Theo mình đọc cái câu chuyện như thế này thì mình hiểu rằng bạn quản lý B, bạn đang hiểu cái chữ đạo đức này theo cái kiểu là cái business manner. Và bạn đã sử dụng từ khá là khó hiểu. Trong cái phần bài học mình sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà nói chung cái sự đạo đức ở đây, ở Nhật á, điều mình muốn nói đây, ở Nhật người ta sử dụng rất là rộng rãi, người ta sử dụng một cách rất là không có gì quá là nghiêm trọng. Bản thân là các bạn dục rác sai chỗ người ta cũng nói các bạn là không có đạo đức được rồi. Và cái chữ đạo đức ở Nhật nó sử dụng rất là rộng, nó có thể, các bạn có thể nói rằng nó bao gồm cái sự tử tế, sự trung thành, sự thành thật này nọ kia. Nhưng mà thường khi mà bản thân là nó, cái chữ đạo đức này nó cũng đại diện cho cái chữ là sự tuân thủ quy tắc công việc hoặc là ứng xử, bởi vì mình đã làm ở Nhật lâu rồi nên mình hiểu. Bây giờ quay lại cái câu chuyện giữa bạn nhân viên A và cái bạn cựu quản lý B này, thì các bạn thấy ở đây chúng ta học được rất là nhiều cái bài học về giao tiếp, đặc biệt là với người Nhật nha mọi người. Đầu tiên mình muốn bình luận về cái bạn sếp cũ, bạn B. Cái bạn về phía sếp cũ, các bạn này mắc một cái lỗi về giao tiếp, ba lỗi chính nha mọi người. Cái lỗi thứ nhất là giao tiếp không rõ ràng. Thật ra ngôn ngữ Nhật Bản là một cái ngôn ngữ khá là khó hiểu. Cái bản chất của nó là nó có rất là nhiều cái yếu tố tao không cần nói thì mày cũng phải hiểu. Tao nghiễm nhiên rằng mày hiểu tao đang nói về cái gì. Và chính trong câu hỏi, trong câu chuyện này các bạn thấy là cái bạn sếp B bạn cũng nói là bây giờ anh có nói, anh nghĩ rằng em có nhận ra mà. Rõ ràng bạn A bạn còn chưa hiểu được cái đạo đức nói ở đây là gì, nhưng bạn B lại bảo rằng anh nghĩ rằng anh không nói thì em có nhận ra mà. Thì cái ngôn ngữ Nhật đó là cái ngôn ngữ nó có cái thuộc tính là nó rất là khó hiểu. Nếu mà dạo gần đây á, thì trong cái chốn công sở thì người ta đã cố gắng rằng khi mà các bạn nói chuyện các bạn phải nói từ cái kết luận và phải có cái why so rồi so quá các kiểu thì nó mới dễ hiểu được. Còn đằng này là nói một cách không không như thế này rất là dễ gây hiểu lầm, và các bạn thấy cái hậu quả của cái case này là rất lớn luôn. Theo mình hiểu những cái điều anh nói là
ở Nhật và ở Việt Nam nó rất là khác nhau. Có những cái ở Việt Nam em nghĩ là bình thường, nhưng ở Nhật đó là không hề bình thường một chút nào đâu. Thì em nên cẩn thận những cái việc đó ra. Nhưng nếu nói rõ như vậy thì nó đã không gây ra những cái hiểu lầm đằng này á. Ảnh lại bảo một cách rất là lòng vòng rằng là cái đạo người Nhật thì hay nhìn cái đạo đức đó, nhưng mà rõ ràng ảnh không định, ảnh không nói rõ rằng cái đạo đức đối với ảnh là gì, nên nó mới xảy ra cái vấn đề này. Rồi cái vấn đề thứ hai mà ảnh bị mắc phải đó chính là khi mà giao tiếp với người nước ngoài, ảnh nghiễm nhiên ảnh nghĩ rằng cái bạn bạn A này, bạn cựu nhân viên này, bạn hiểu cái chữ đạo đức đối với người Nhật nó là nghĩa gì, nhưng mà thật ra bạn bạn không hiểu. Và khi mà đưa ra những cái câu nói nó nhạy cảm, ví dụ như người này có đạo đức, người kia không có đạo đức á, thì ảnh phải rất là cẩn thận. Và thậm chí là khi mà nói về những cái câu, cái này là nó thuộc về nếu mà ai hiểu lầm á, thì đang nghĩ rằng ảnh nói là 95% người ảnh gặp, thật ra là trong câu văn ảnh nói vậy, 95% người ảnh gặp không có đạo đức, nhưng mà rõ ràng cái phần này nó nghiêng về cái nghĩa tiêu cực, thì mình phải cắn lưỡi 7 lần trước khi nói nếu mà giao tiếp với người nước ngoài, bởi vì nó có thể đối với mình không nghĩ rằng nó là có vấn đề gì, nhưng mà đối với người ta nó là rất là nghiêm trọng, đúng không? Vậy thì bài học rút ra ở đây là gì? Nếu các bạn có nói với cái vấn đề gì tiêu cực á, thì tốt nhất là các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi nói. Và nếu như lỡ như các bạn có bình luận cái đó thì chỉ nói bằng miệng á thì nó đỡ, còn lỡ mà các bạn để lại cái bút tích tin nhắn hay là văn bản là thôi rồi, bút xa gà chết, bị đăng lên như thế này, một người thì mất sự nghiệp, bị sa thải rồi, các bạn thấy không? Nói chung là nó cái hậu quả của nó sẽ rất là lớn nếu như các bạn để lại bút tích. Và nói chung là khi mà bình luận về đất nước người khác thì phải thật sự là cẩn thận. Khi mà hai đất nước, hai con người làm việc với nhau thôi đã có nhiều bất mãn rồi, nói chi là hai đất nước làm việc với nhau có nhiều bất mãn. Bản thân nếu các bạn là người Việt, các bạn làm việc ở Nhật Bản, các bạn cũng sẽ biết rằng có nhiều bạn, thậm chí là chính mình có đôi lúc mình cũng có những cái câu mà mình nói nó hơi bị đánh đồng về đất nước người ta, về con người người ta, đúng không? Thì ai cũng có, nhưng các bạn lỡ nói miệng á thì không sao, nhưng mà lỡ mà các bạn đưa vào một cái văn bản như thế này, để lại bút tích như thế này, hậu quả của nó là khôn lường luôn. Như các bạn thấy cái case này, nó khá hậu quả của nó khá là lớn. Và cái điều thứ ba mà cái anh sếp bạn B này ảnh bị phạm phải, và bản thân nó là bài học cho chúng ta, đó chính là khi mà chúng ta góp ý đưa ra feedback cho cấp dưới, đối với lại dù cho chúng ta là ở cơ trên, đúng không mọi người, cái vị cương vị của chúng ta ở trên và cái người cấp dưới là người ta ở dưới, chúng ta có thật ra thì chúng ta có một cái sự tự do khi mà chúng ta nói chuyện với cấp dưới, nhưng càng phải cẩn thận thật sự luôn, bởi vì á là cái lời ăn tiếng nói nó càng phải cẩn thận khi mà đưa ra feedback cho cấp dưới, bởi vì nếu mà không cẩn thận á thì các bạn biết là nhiều khi cấp trên cũng bị report là quấy rối hay là bị gọi là chèn ép người khác, đúng không? Thì khi mà đưa ra feedback cho cấp dưới thì các bạn càng phải cẩn thận. Thì ở trường hợp này á, khi mà đưa ra feedback cho cấp dưới á, thì nên nói rõ rằng em nên cải thiện cái gì, kiểu như là từ giờ trở đi kaizen de kirikoto, tức là em có thể làm gì để cải thiện, chứ đừng có comment vào cái thuộc tính của em là như thế này, em có cái xu hướng như thế này, thì nó sẽ gây ra hiểu lầm như thế này. Nên là khi mà đưa ra cái phản hồi cho cấp dưới á, thì cần phải rõ ràng đưa ra cái hướng để người ta giải quyết những cái điều mà người ta có thể thay đổi được, chứ không phải là bình luận về cái gọi là cái thuộc tính như thế này thì nó đã bị sai. Đó là về mặt quản lý, thì nói chung là qua câu chuyện này chúng ta học được những cái điều như vậy. Còn về mặt cái bạn cựu nhân viên bạn A này thì nói chung á là bạn A này á, cái sai của bạn á là bạn đã quá tập trung vào cái câu đạo đức trước đó, và bạn giận, bạn bị bất mãn, bạn bị bất bình với cái câu là 95% người anh gặp chưa có đạo đức, và bạn không thèm nghe giải thích cái phần dưới luôn. Rõ ràng trong cái phần giải thích của phần dưới, ảnh đã nói cái câu chuyện là cái đạo đức ở đây không phải là làm việc xấu, mà nói thẳng ra là ở Việt Nam có những điều nó là thường tình đó, nhưng mà ở Nhật á nó không phải thường tình đâu, đúng không? Rõ ràng bạn không nghe, nên là bạn chỉ cáp cái phần mà ảnh nói là 95% người ảnh gặp không có đạo đức, và bạn đưa lên và bạn làm lên một cái cơn làn sóng dư luận, bởi vì bản thân bạn quá bức xúc. Bạn quá bức xúc và bạn cũng muốn theo mình nhìn, cái cách mình nhìn là bạn cũng muốn trừng phạt lại cái bạn quản lý B này. Thì đây là một cái tâm lý rất là quen thuộc, nếu mà như là mình cũng có rất là may mắn là mình làm 5 năm, tuy là cái tuổi đời kinh nghiệm của mình còn ngắn, nhưng mà mình làm quản lý dự án thì mình cũng có một vài cấp dưới, không phải cấp dưới mà kiểu là cương vị người ta dưới mình, bởi vì mình làm quản lý nên mình được giao việc, mình như là sếp đó. Thì tức là nói ra một câu mà đã tự ái ở cái phần bề mặt, nên là quên nghe cái phần sâu hơn người ta đang giảng dạy mình cái gì.
Ha, ví dụ như trong trường hợp này rõ ràng là sau đó ảnh có nói rằng là cái đạo đức ở đây không phải là làm việc gì xấu, nhưng mà cái lẽ thường tình ở Nhật và ở Việt Nam nó khác nhau đó. Nhưng bạn có nghe không? Không, trong đầu bạn bây giờ chỉ còn cái câu ảnh nói rằng 95% người Việt Nam không có 95% người mà ảnh đã gặp ở Việt Nam không có đạo đức. Bạn bận tâm vào cái chữ đạo đức quá nhiều, bởi vì đối với bạn đạo đức ở đây là sự tử tế, là nhân cách, là thật thà, là trung thực, là kiên trung, vân vân. Còn đối với ảnh trong cái trường hợp này, khi mà cả một cái tin nhắn mình ảnh public ra, thì mình thấy rõ ràng đối với ảnh cái đạo đức ở đây là cái cách làm việc, cái manner làm việc, đúng không? Qua cái scandal lần này thì mình nghĩ rằng là đối với chúng ta người Việt đang làm việc và hay là học tập ở Nhật Bản á, thì sẽ có khá là nhiều những cái trường hợp như thế này. Có thể rằng chúng ta sẽ gặp những cái người sếp người nước ngoài nói chuyện theo một cái cách khá là khó hiểu, khá là kiểu như là người ta nghiễm nhiên rằng mình hiểu về đất nước người ta và người ta đưa ra chỉ thị, hoặc là người ta có nói những cái phản hồi làm cho mình khá là phật lòng, thì các bạn cũng hãy tạm thời là các bạn đừng có hạ bớt cái tôi xuống khi làm việc với người nước ngoài, bởi vì có quá nhiều thứ mà background nó khác nhau, phong tục tập quán khác nhau, dẫn đến cái sự gọi là cái cách hiểu nó sẽ khác nhau, cái nhận thức khác nhau. Nên là chúng ta bình tĩnh lại và lắng nghe nhiều hơn. Nói chung á, là mình cảm thấy nếu như bạn này bình tĩnh lại, bạn đọc cái câu tiếp theo của anh này, thì bạn sẽ biết rằng là đạo đức ở đây không phải là em không làm cái gì xấu, quả chẳng qua là cái lẽ thường tình ở hai bên nó khác nhau. Bản thân là anh này nói chuyện nó khó hiểu, và các bạn yên tâm đi, nếu các bạn làm việc với người Nhật, các bạn gặp rất nhiều cái sự, cái chỉ thị, cái feedback nó vòng vo và nó khó hiểu như thế này, nên là hãy làm quen. Nếu mà các bạn là người cấp dưới làm việc với người Nhật đó, thì bình tĩnh lại, hạ cái tôi xuống và lắng nghe nhiều hơn, tập trung lắng nghe. Nếu như bạn này lắng nghe thì câu chuyện nó đã khác. Còn nếu như các bạn là cấp trên, các bạn làm ở những cái vị trí quản lý, thì như hồi nãy là khi mà các bạn đưa ra cái phản hồi hay là đưa ra một cái quan điểm nào đó thì phải rõ ràng và phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói, khi các bạn đưa ra một cái bình luận nào đó tiêu cực về một quốc gia khác, bởi vì bút xa thì gà chết. Và cuối cùng là khi đưa ra phản hồi đối với cấp dưới thì càng phải cẩn thận, bởi vì những cái người cấp dưới này có thể, nếu mà người ta nhạy cảm như cái bạn cấp dưới, bạn A này á, thì nó có thể dấy lên một cái làn sóng tẩy chay, một cái làn sóng chỉ trích rất là khủng khiếp. Video clip ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Thì các bạn có cái nhìn như thế nào về cái câu chuyện lần này, các bạn chia sẻ cho mình biết nha. Và nếu thấy thích video clip này thì đừng quên like, share và subscribe. Cảm ơn và hẹn gặp lại.